Xin chào tất cả các anh em nha. Video này sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một dự án Xbull nha bạn. Thì chương trình này góp này nó có tổng phần thưởng là 2 tỷ 100 tốc cần XPO được sử dụng cho tất cả các chiến dịch iDrop nha bạn. Thì đây thì Xbull Alpha Tenet mạng sẽ là chúng đó tùy thuộc vào số lượng của mã thông báo XPO. Thì chương trình iGrup này nó sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 và kết thúc vào ngày 4 tháng 4 các bạn. Hiện tại còn cứ khoảng 2 ngày nữa các bạn làm các bạn. Thì để làm dự án này thì nó có hướng dẫn nữa các bạn. Thì các bạn làm theo mình các bạn. Thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ là MetaMask nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình lên nè các bạn. Các bạn phải manage mạng BNB Tenet nha các bạn. Đây là một cái mạng thử nghiệm để mình để tham gia góp cho đợt này nha bạn. Thì mình có dùng cái đồng Xbull này mình có thể gỡ lãi để nhận về những cái đồng tiền những cái đồng coi thật nha các bạn. Thì mình nói như là các bạn hiểu rồi. Thì các bạn cần phải manage vào các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cho gặp bên cùng nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một cài đặt. Bạn nào chưa biết tạo ví MetaMask thì xem lại những video mình hướng dẫn tạo ví MetaMask các bạn. Rồi các bạn chọn vào mạng BRC tùy chính nè các bạn. Rồi các bạn chọn thêm mạng nha các bạn. Sau khi chọn thêm mạng thì những cái thông số này mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó bạn. Các bạn chỉ việc bắt qua thôi các bạn. Thì URL thì bạn copy cái URL này nè các bạn. Bạn copy nha các bạn. Rồi bạn mở MetaMask lên, các bạn bắt vô đây. Tên mạng thì các bạn ghi là BCTNet nha các bạn. BSCTNet tới BSCTNet nha các bạn. Rồi mã chuỗi này thì các bạn điền thông số là 97 nha các bạn. Ký hiệu là BNB. Tiếp tục thì URL. URL thì các bạn cũng mở cái link chứ phần link mô tả các bạn copy cái URL này nè các bạn. Đây, URL này nha các bạn. Đây thì có nhiều URL lắm á. Rồi các bạn chọn vào đây nha các bạn. Đây. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Rồi sau khi các bạn bắt vào xong thì các bạn chỉ việc bấm nút thêm thôi các bạn. Thì các bạn sẽ có được một cái mạng là BCTNet nè các bạn. Thì mình đã lưu rồi các bạn. Để mình bắt up lại. Thì sau khi các bạn vào cái địa chỉ ví này thì chưa có cái đồng BNB nào thì các bạn bấm vào các bạn copy cái link thứ hai của mình các bạn, cái link Clam ba. Các bạn copy cái link này các bạn. Rồi các bạn mở cái trình duyệt Google Chrome mình ra nè các bạn. Thì thông tin mình có để phần link mô tả các bạn vào mà tìm hiểu nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào Google nha các bạn. Bắt vào tìm kiếm nha các bạn. Rồi các bạn chọn gỡ nha các bạn. Phần các bạn chờ chút quan. Bước thứ hai thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Mình bắt vào Google. Sao mà mình bắt cái link không chính xác đó. Các bạn sẽ chép lên các bạn. Mình làm từng bước các bạn nha. Rồi các bạn bắt cho Google lại các bạn. Được link Clam coi. Nó để 4.0 là mắc kết nối rồi các bạn. Rồi này bạn, các bạn copy cái link thứ hai của mình các bạn dán vào thì nó ra một cái dòi này các bạn. Các bạn chỉ việc copy địa chỉ BNB Smart Chain mạng internet của mình nha các bạn. Nãy giờ mắc kết nối các bạn. Các bạn việc bấm nhận nè các bạn. Các bạn copy nha bạn. Bạn sao chép lên nè. Rồi sau khi các bạn sao chép xong thì các bạn trở về một cái dòi này nè các bạn. Các bạn bắt vào đây nha các bạn. Bắt địa chỉ BNB Smart Chain Mainnet của mình vào đây. Tiếp tục thì các bạn chọn Remi thì các bạn chọn 6.25 BNB nha các bạn. Rồi các bạn nó sẽ tự động nó chuyển BNB cho các bạn nha các bạn. Ok, đã hoàn thành đó. Thì các bạn mở cái địa chỉ MetaMask của mình ra coi mình đã có nhận được BNB
BCTNet không nghe các bạn. Rồi này các bạn, mình đã nhận được 2,5 token BNB mạng Tenet nha các bạn. Thì tiếp tục thì các bạn copy cái link thứ ba của mình nha các bạn. Các bạn copy cái link nhận Tenet nha các bạn. Các bạn copy cái link thứ ba này nè. Tại thông tin thì mình có để trong phần link Medium đó các bạn. Đây thì mình làm cái này cho các bạn dễ hiểu thôi các bạn. Rồi Tenet Xbunat nè, thì các bạn mở cái trình duyệt MetaMask của mình ra nha các bạn. Thì các bạn bấm vào ba chỗ gạch bên cùng nè. Rồi các bạn chọn vào trình duyệt nha các bạn. Sau khi các bạn chọn vào trình duyệt, các bạn chọn vào cái mục bạn bắt cái đường link các bạn copy của mình nha các bạn bắt vào đây nè. HTTPTNetBull nè các bạn chọn nha các bạn. Các bạn chọn gỡ đi nè. Rồi sau khi nó vào đây thì các bạn bấm vào một connect nha các bạn. Các bạn chọn connect wallet nha các bạn. Browser wallet nè. Rồi thì mình đã connect xong các bạn. Sau khi connect xong thì các bạn phan các bạn đây mình. Các bạn bấm vào ba chỗ bên cùng nữa các bạn. Các bạn chọn vào một deposit nha các bạn. Thì các bạn đây thì bấm cho deposit, thì đây thì các bạn có thể deposit cái mạng BNB Tenet của mình để nhận lại những cái đồng coin này nè các bạn. Đồng BAT nè 191,06% nè. Các bạn chọn những cái đồng coin nào mà lãi suất cao thì các bạn đầu tư vào nha các bạn. Bạn deposit vào để mình tìm hiểu các bạn. Thôi các bạn, mình chọn đồng BAT đi các bạn. Đồng BAT lãi suất nó rất cao, nó đã list sàn Binance các bạn. Các bạn chọn vào đây nha các bạn. Quay account. Rồi bạn bấm đây thì lãi suất nó nè. Không phải. Bấm vào quay account. Rồi các bạn bấm vào quay account thì các bạn deposit pha pha các bạn. Tiếp tục bấm quay account. Rồi các bạn gỡ phí mạng. Rồi các bạn xác nhận nha bạn. Bạn gỡ một chút phí BNB vào cho nó để các bạn nhận lại cái đồng BAT nha bạn. Cái này như là mình xác kinh nhận lãi đó các bạn. Rồi bạn bấm nút xác nhận nha bạn. Sau khi các bạn deposit xong các bạn thì sau này thì các bạn để vào đồng BAT các bạn để kiếm một video các bạn. Deposit lại. Thì mình đi bù xít cái đồng BAT này mà cái đồng BNB mình sẽ nhận lại đồng BAT này bạn. Mình đã được 800 đồng BAT này bạn. Sau này các bạn nhấp vào đồng BAT bạn quýt giao các bạn. Một quýt giao đôi ta. Trên di tính thì nó có cái một quýt giao khắc là dễ luôn. Còn mình liên kết này nữa. Nó không thấy một quýt giao. Rồi tiếp tục thì sau này các bạn di việc bấm một add này bạn. Đi bút xít mà ta và được cái mục quýt giao này thì sau này sau 24 giờ thì nó hiện ra một quýt giao. Mình sẽ cập nhật lại cái video này hướng dẫn các bạn rút tiền con này sau nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Hiện tại mình chưa có đủ đồng BAT nên chưa có hiện một quýt giao các bạn ơi.